số thế giới tương đương 700 đến 800 triệu người hiện đang nhiễm HPV, tính cả nam và nữ. Ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HPV vào khoảng 8 đến 11% tùy vùng miền. HPV là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư cơ quan sinh dục. Bệnh ung thư thường được phát hiện sau nhiều năm đến hàng chục năm sống chung với HPV. Không có cách nào để biết một người nhiễm HPV có khả năng bị bệnh ung thư hay không. Thưa quý vị và các bạn, y văn hiện ghi nhận có khoảng 150 loại HPV khác nhau, nhưng chỉ một số ít trong đó gây ra những bệnh lý nghiêm trọng. Trong chương trình Bác sĩ của bạn kỳ này, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn về những căn bệnh do HPV gây ra là gì và cách phòng tránh lây nhiễm HPV ra sao. Chương trình có sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng VNVC. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau. HPV là tên viết tắt của virus Human Papilloma. HPV phổ biến đến mức mà những người đã có quan hệ tình dục dù là nam hay nữ đều lây nhiễm tại một số thời điểm nào đó trong đời. Có nhiều tiếp HPV khác nhau. Một người có thể bị nhiễm một hoặc nhiều chủng HPV cùng một lúc, có thể bị tái nhiễm nhiều lần với cùng một chủng và có thể bị nhiễm nhiều lần với nhiều chủng khác nhau. Trong đó có một số tiếp có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như mụn cóc ở cơ quan sinh dục và ung thư cơ quan sinh dục, ung thư vòm họng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với HPV. Tuy nhiên đã có vaccine phòng ngừa bệnh gây ra bởi virus HPV. Vâng, nói đến căn bệnh ung thư là đã thấy nghiêm trọng và nặng nề. Song không phải tất cả các bệnh ung thư do HPV đều dẫn đến kết cục xấu nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tránh nhiễm HPV. Phát hiện như thế nào và phòng tránh ra sao? Thì quý vị và các bạn sẽ được chuyên gia y tế của chúng tôi phân tích rõ hơn. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thụy Khả Tú đến từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Thụy Khả Tú hiện đang công tác tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng với vai trò là bác sĩ khám sàng lọc và tư vấn tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bệnh do HPV và cách phòng tránh hiện đang được phát đồng thời trên kênh truyền hình quốc gia VTV8 và fanpage VTV8 Tin nóng miền Trung. Quý vị và các bạn có thể tương tác với chương trình qua fanpage này để đón chờ phần tư vấn của chuyên gia, đặc biệt là trong phần tương tác trên fanpage sau khi thời lượng chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay trên sóng truyền hình VTV8 tạm hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thụy Khả Tú. Thưa bác sĩ, ở trong phần đầu của chương trình thì khán giả đã hình dung được HPV là gì. Vậy giờ xin bác sĩ có thể nói cụ thể hơn về con đường lây truyền HPV ạ. Virus HPV có cái tên là Human Papillomavirus, là mình viết tắt lại là thành HPV. Cái tên HPV dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là virus gây u nhú ở người. Và HPV thì ghi nhận lây truyền chủ yếu qua đường quan hệ tình dục. Nhưng bản chất thực sự của HPV là lây truyền qua cái việc tiếp xúc da kề da. Nên nếu như mà chỉ có còn cái phần da của mình tiếp xúc kề sát trên da một người bị nhiễm HPV thì mình sẽ bị lây nhiễm HPV. Ví dụ như một người mẹ nhiễm HPV khi sinh em bé qua cái đường sinh thường thì em bé vẫn có thể nhiễm HPV. Vâng, vậy HPV sẽ gây nên những bệnh lý như thế nào ạ? HPV thì như trong các cái clip đầu chương trình chia sẻ thì mình thấy là nó sẽ được phân ra làm hai nhóm. HPV tuyếp số 6, số 11 thì sẽ gây những cái bệnh ung nhú, sùi màu gà, mụn cóc thường gặp. Còn HPV tuyếp số 16, 18 thì gây các cái bệnh ung thư. Vâng, vậy thì trong số những cái bệnh lý mà HPV gây ra thì bệnh lý nào là nguy hiểm hoặc là để lại những cái biến chứng nặng nề lên sức khỏe của người bệnh? HPV gây ra bệnh ung thư thì thường gặp nhất là ở phụ nữ là ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, âm hộ. Thì khi mà nói tới ung thư là đã thấy cái việc nặng nề của nó rồi. Nhưng ung thư nếu như mà được phát hiện ở những cái giai đoạn sớm thì mình vẫn có thể có cách điều trị và vẫn có được cái cuộc sống tốt. Còn cái bệnh như mụn cóc, sùi màu gà, tuy rằng nghe có vẻ nó đơn giản, không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như ung thư, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của cả nam và cả nữ luôn.
Vâng, khi đã có bệnh rồi thì là sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy thì có các cái yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ nhiễm HPV và đặc biệt là tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở phụ nữ? Tất cả các yếu tố nguy cơ đối với một người phụ nữ khi mà mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, thì được ghi nhận đầu tiên nhất và được nhìn thấy trong tất cả các cái ca ung thư thì đều có sự hiện diện của HPV. Nên HPV đó là cái yếu tố nguy cơ đầu tiên. Không có nghĩa rằng ai nhiễm HPV cũng sẽ chuyển thành ung thư cả. Nhưng mà trong tất cả các cái ca mà ung thư thì đều có mặt của HPV. Ngoài ra thì mình còn phải quan tâm tới cái việc mà cái chất lượng sống của cái người đó như thế nào. Ví dụ như nó có những cái yếu tố nguy cơ khác kèm theo. Ví dụ như cái tiền sử tình dục của bạn như thế nào. Nếu như mà bạn là một người có nhiều bạn tình, hoặc là bằng một người quan hệ tình dục sớm hoặc mang thai sớm, thì đó cũng là những cái nguy cơ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Thêm nữa, ví dụ như chất lượng cuộc sống của bạn, bạn có hút thuốc lá hay không, bạn có những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, hai cái yếu tố đó nó cũng làm cho mình có những cái nguy cơ về ung thư cổ tử cung. Ngoài những cái yếu tố vừa kể trên thì nó còn có ở những cái yếu tố về kinh tế nữa. Ví dụ như người phụ nữ có kinh tế tốt, họ được chủng ngừa hoặc thăm khám phụ khoa định kỳ, thăm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm và điều trị sớm, thì nó sẽ khác với một người phụ nữ không có thể nào có điều kiện để tiếp cận với những cái dịch vụ y tế. Thêm nữa là phụ nữ thì thường là có cái thói quen rất là chịu đựng. Khi mà bệnh của mình thật nặng thì mới đi thăm khám. Thì cái đó nó làm cho cái bệnh của mình đã thực sự vô cái giai đoạn mà không có còn điều trị được nữa. Và phụ nữ thì thường hay suy nghĩ, ví dụ như trong cái những cái yếu tố nguy cơ mà mình vừa nêu á, thì thường phụ nữ nghĩ rằng mình không hút thuốc, nhưng mà họ không nghĩ rằng chồng mình hút thuốc, bạn mình hút thuốc, anh mình hút thuốc, và mình là một cái người ngồi bên cạnh và mình hút thuốc lá thụ động. Thì cái người hút thuốc lá thụ động đó nó sẽ còn có những cái tác hại nhiều hơn cả là một người hút thuốc lá trực tiếp nữa. Và thuốc lá thì không phải là chỉ gây nguy cơ ung thư cổ tử cung không đâu. Nó còn có ghi nhận ở trong nhiều cái ung thư khác nữa. Vâng, nói chung có rất nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến việc nhiễm HPV hoặc là dẫn tới ung thư cổ tử cung. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, HPV là một loại virus rất dễ mắc phải và dễ lây lan, đến nỗi mà có thể nói rằng là hầu hết mọi phụ nữ đều có nguy cơ nhiễm virus này. Dù rằng không phải là bất kỳ ai nhiễm HPV cũng sẽ bị ung thư cổ tử cung, nhưng theo lâm sàng, có hơn 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung được phát hiện là do virus HPV. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sơ lược về căn bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Ung thư cổ tử cung là một bệnh lý ác tính của tế bào gai hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, hình thành khi các tế bào ở cổ tử cung phát triển bất thường, tạo ra khối u trong cổ tử cung, nhân lên không kiểm soát và xâm lấn khu vực xung quanh, thậm chí là di căn. Theo thống kê, trên thế giới, cứ 4 phút thì có một phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung. Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày có 14 ca mắc mới và 7 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Hiện nay thì có khoảng 140 loại virus có thể gây các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên thì có khoảng 40 loại tuyếp virus HPV là có thể gây các cái bệnh lây truyền qua các cái bộ phận sinh dục của nam và nữ. Tuy nhiên thì có hai loại quan trọng là virus tuyếp 6 và tuyếp 11 thì có thể gây muộn rộp sinh dục hoặc là u nhú sinh dục. Còn có hai tuyếp nữa, đó là tuyếp 16, 18 thì là có khả năng gây ung thư cổ tử cung. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính đến năm 2030, số ca tử vong do ung thư cổ tử cung dự kiến sẽ tăng lên khoảng 443.000 người trên toàn cầu và trở thành loại ung thư nguy hiểm đối với phụ nữ. Cùng trở lại trò chuyện với bác sĩ Tú về nội dung của chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, ở nam giới thì HPV có nguy cơ gây nên những bệnh lý như thế nào? Ở nam giới, khi nhiễm HPV thì có thể gây ra ung thư dương vật, ung thư bìu và ung thư vòm họng. Đặc biệt là những ở những cái bạn mà nam có quan hệ đồng tính thì thường sẽ gặp rất là nhiều.
Và khi mà ngoài cái ung thư dương vật, ung thư bìu, ung thư hậu môn và ung thư vòm họng thì vẫn có thể gặp các cái bệnh mụn cóc, sùi màu gà. Vâng, đối với HPV thì đã được khẳng định là có nguy cơ lây nhiễm cao ở cả phụ nữ lẫn nam giới. Vậy thì đối tượng là trẻ em thì nhiễm HPV nó sẽ ở mức độ như thế nào? Thực chất virus HPV là một loại virus thường trú trong cơ thể, tới hơn cả 150 tuyếp cơ mà. Nhưng chỉ có một số tuyếp nó sẽ gây bệnh nặng ở người thôi. Thì cái HPV ở trẻ em thì như từ đầu chương trình bác sĩ đã chia sẻ là nó có thể lây qua đường tiếp xúc da kề da. Thì nếu như mà em bé được sinh ra từ một người mẹ nhiễm HPV thì bạn ấy đã có thể bị nhiễm HPV rồi. Và thậm chí là khi mà mình sinh hoạt sống chung gia đình với người nhiễm HPV thì qua cái quan hệ giao tiếp hàng ngày, qua các cái vệ sinh chăm sóc thì có thể mình sẽ vô tình bị nhiễm HPV. Cảm ơn bác sĩ. Cho đến nay thì chắc chắn rồi là biện pháp tiêm phòng vaccine là quan trọng nhất. Vậy thì vaccine HPV có thể chủng ngừa được những loại HPV nào? Vaccine HPV đang trên thị trường Việt Nam sử dụng thì có hai loại là Cervarix và Gardasil. Thì cái vaccine Cervarix sẽ chủng ngừa được hai chủng là 16 và 18. Còn các vaccine Gardasil thì sẽ chủng ngừa được 4 tuyếp, đó là 6, 11 và 16 và 18. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã ghi nhận tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đà Nẵng. Gardasil và Cervarix là hai loại vaccine ngừa virus HPV đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vaccine Cervarix phòng ngừa được hai tuyếp HPV và phòng bệnh ung thư cổ tử cung, còn vaccine Gardasil phòng ngừa được 4 tuyếp HPV và phòng ngừa các bệnh mụn cóc sinh dục, ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo và ung thư hậu môn. Tuy đã hơn 10 năm vaccine ngừa HPV được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, nhưng chỉ mới có hơn 1 triệu liều vaccine được tiêm. Tỷ lệ mà người tiếp cận với vaccine thì không được nhiều, thì có một số cái lý do như sau. Cái thứ nhất ấy, thì có lẽ là người dân người ta chưa thấy được cái mức độ nguy hiểm của ung thư cổ tử cung. Thì như chúng ta biết ấy, thì ung thư cổ tử cung ấy, thì là nó chiếm 1/3 trong các loại ung thư ở phụ nữ từ 14 cho đến 45 tuổi. Tuy nhiên ấy, thì 80% người phụ nữ thì trong đời của mình ấy, thì cũng có một lần bị mắc cái virus HPV này. Thứ hai nữa là một số người ấy, thì lại có một cái quan niệm rằng mặc dù biết là có vaccine đấy nhưng mà lại quan niệm rằng là đã quan hệ tình dục rồi thì là không tiêm cái vaccine này nữa, thì đây là một cái quan niệm sai lầm. Cái lý do thứ ba nữa là có thể là cái sự tiếp cận thông tin về cái vaccine ung thư cổ tử cung nó chưa được nhiều. Và một cái lý do cũng phải suy nghĩ đó là vì cái vaccine này thì nó cái giá thành của nó tương đối cao so với các cái vaccine khác và so với thu nhập của người dân, cho nên người ta có thể người ta biết thông tin nhưng mà người ta lại chưa có điều kiện để mà tiếp cận. Bệnh nhân ung thư do HPV, nhất là ung thư cổ tử cung, phải chịu nhiều hậu quả nặng nề như suy giảm sức khỏe, nguy cơ vô sinh, suy kiệt về tài chính. Tiêm vaccine được chứng minh là có thể phòng ngừa đến hơn 90% nguy cơ nhiễm các bệnh do HPV gây ra. Chúng ta cùng quay trở lại trò chuyện với bác sĩ Khả Tú. Thưa bác sĩ, với những vaccine ngừa HPV thì thường khuyến cáo sử dụng cho trẻ em gái trong độ tuổi từ 9 tuổi và phụ nữ đến 26 tuổi. Vậy thì đối với nam giới muốn phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV thì tiêm phòng như thế nào? Câu hỏi của chương trình thực ra nó rất hay. Ở Việt Nam mình, thực sự vaccine Gardasil trong thông tin kê toa của vaccine Gardasil và Bộ Y tế của Việt Nam chỉ đang cấp phép để Gardasil tiêm phòng cho bé gái trong độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi thôi. Nhưng mà rõ ràng là các bé trai và các cái nam giới trong độ tuổi đó vẫn có nguy cơ nhiễm HPV và vẫn có nguy cơ mắc các bệnh do HPV gây ra và vẫn là nguồn lây của HPV nhưng mà lại chưa được chủng ngừa. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề bệnh do HPV đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, đặc biệt là nữ giới. Tuy nhiên, do thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi không thể chuyển tất cả các câu hỏi đến cho bác sĩ tư vấn. Và sau đây là một số những câu hỏi đã được ghi âm. Xin mời nối tín hiệu với câu hỏi của khán giả.
Dạ em chào chương trình, em chào bác sĩ. Em năm nay 22 tuổi, em đã tiêm được 2 mũi Gardasil. Nhưng mà khi đến lịch hẹn tiêm mũi thứ 3 thì là vướng phải dịch Covid, em không đi tiêm được. Hiện thì là em đã bị trễ gần 1 năm rồi mà vẫn chưa tiêm được mũi thứ 3. Em muốn hỏi là hiệu quả của thuốc liệu có giảm không? Sau này nếu như mà tiêm được thì em chỉ cần tiêm mũi thứ 3 hay là phải tiêm lại mũi 1 hay là phải đi xét nghiệm kháng thể rồi mới tiêm được? Nếu như sau này em kết hôn thì việc tiêm mũi 3 có còn hiệu quả nữa hay không? À, xin chào em. Cảm ơn em đã gửi câu hỏi tới chương trình. Trong câu hỏi của em thì bác sĩ nhận thấy cũng có một số cái thông tin mà bác sĩ cần chia sẻ với em. Thứ nhất là em đã tiêm được 2 mũi HPV rồi. Và bây giờ là mình đang đợi để tiêm mũi thứ 3. Thì cái khoảng thời gian trong vòng 1 năm, nếu em tiêm trọn vẹn được 3 mũi HPV thì cái hiệu quả bảo vệ nó vẫn là rất là ổn. Hiện tại thì cái hệ thống VNVC, cái trên toàn quốc là trung tâm đang có hơn 40 trung tâm tiêm chủng thì vẫn đang có vaccine Gardasil. Cho nên nếu khi nào mà em sắp xếp được thời gian thì cố gắng tới để tiêm chủng cho nó đủ phác đồ và sớm nhất. Và cái việc nếu như mà mình đã lập gia đình rồi thì mình vẫn sẽ chủng ngừa được để hoàn chỉnh cái phác đồ của mình. Xin chào em. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có nhận được câu hỏi khác của khán giả gửi đến cho chương trình, cũng xin được gửi đến bác sĩ tư vấn. Câu hỏi này có nội dung như sau là: vaccine ngừa HPV nếu được khuyến cáo tiêm đủ 3 mũi cho trẻ em gái và phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi, như vậy thì thời hạn miễn dịch của vaccine sẽ kéo dài trong bao lâu? Cả hai loại vaccine Cefarid và Gardasil đều đã có những nghiên cứu và đều đã có những cái phác đồ là 3 mũi tiêm. Và khi mình đã hoàn thành 3 mũi tiêm đó thì hiện tại không có phác đồ tiêm nhắc cho cả hai loại vaccine Cefarid và Gardasil luôn. Vâng, tức là sau khi kết thúc đủ 3 mũi vaccine rồi thì hiệu quả bảo vệ của nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, hiện nay vẫn còn tồn tại những hiểu biết chưa đầy đủ về tiêm vaccine phòng các bệnh do HPV gây ra. Và dù đã được tiêm phòng hay chưa tiêm phòng thì thực hiện một số biện pháp phòng ngừa vẫn luôn được khuyến cáo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau của chúng tôi. Một số biện pháp phòng ngừa các bệnh do HPV. Tiêm vaccine ngừa virus HPV trước khi quan hệ tình dục lần đầu. Quan hệ tình dục an toàn, tránh mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, hạn chế mắc bệnh phụ khoa. Tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ sức khỏe trước tác nhân gây bệnh. Không lạm dụng thuốc tránh thai để tránh tác dụng phụ không mong muốn. Sàng lọc định kỳ ung thư cổ tử cung, phát hiện sớm bất thường để điều trị hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin bổ ích về những vấn đề liên quan đến sức khỏe luôn là hành trang quý giá để mỗi người tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cộng đồng. Vì vậy, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ chương trình bác sĩ của bạn, số tiếp theo của chúng tôi với nội dung về chủ đề như sau. Thủy đậu là bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao trong cộng đồng. Trẻ sơ sinh mắc thủy đậu thường diễn biến rất nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Phụ nữ mang thai mắc thủy đậu có khả năng cao dẫn đến sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Trong giai đoạn ủ bệnh, khi chưa có các biểu hiện của bệnh, thì khả năng lây nhiễm thủy đậu vẫn xảy ra. Đón xem chương trình bác sĩ của bạn, phòng ngừa bệnh thủy đậu và các biến chứng nguy hiểm, 19h35 thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2021 trên VTV8. Thưa quý vị và các bạn, bệnh ung thư cổ tử cung nói riêng và các bệnh do HPV gây ra nói chung đã và đang tạo ra các gánh nặng bệnh tật không chỉ riêng đối với người bệnh và gia đình mà còn đối với cả hệ thống y tế và xã hội. Vì vậy, phòng bệnh không bao giờ là quá muộn và phòng bệnh chủ động luôn là lựa chọn sáng suốt để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Đây cũng là lời nhắn nhủ của chúng tôi đến với quý vị khán giả. Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thụy Khả Tú đã đến tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn hệ thống tiêm chủng VNVC đã đồng hành cùng với chương trình. Thời lượng của chương trình bác sĩ của bạn trên sóng VTV8 đã tạm hết. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong ít phút nữa trên fanpage VTV8 tin nóng miền Trung để tiếp tục sự tư vấn của bác sĩ Tú về những thắc mắc mà quý vị và các bạn gửi đến cho chương trình liên quan đến chủ đề bệnh do HPV và cách phòng tránh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.